Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh trực tuyến Dược Dương Thư Group. Mình là Đan Thu, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích có lợi cho sức khỏe của các bạn. Và trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Đan Thu tìm hiểu về sản phẩm nhân sâm tươi đến từ đất nước Hàn Quốc. Thưa các bạn, chúng ta đều biết đến nhân sâm là một trong những loại thảo dược quý hiếm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhân sâm thì có hai dạng, đó chính là dạng tươi và dạng khô. Tuy nhiên thì dạng tươi như thế này được nhiều người ưa chuộng sử dụng hơn. Vậy quý vị đã bao giờ thắc mắc rằng tại sao nhân sâm tươi lại được nhiều người ưa chuộng sử dụng đến như vậy? Và ngay bây giờ thì Đan Thu sẽ bật mí cho quý vị về công dụng tuyệt vời của nhân sâm tươi Hàn Quốc. Nhân sâm thì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người, trong đó thì phải kể đến nhân sâm tươi Hàn Quốc có tác dụng làm giảm căng thẳng, chống mệt mỏi, xua tan stress, giúp tăng sức lao động chân tay và trí óc, giúp tinh thần minh mẫn và tập trung hơn, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Nhân sâm giúp đẩy lùi và ngăn chặn lão hóa, cải thiện, hỗ trợ một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi như là mất trí nhớ, mất ngủ, kém ăn. Sản phẩm này còn có tác dụng là tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng vệ những kích thích có hại cho sức khỏe của chúng ta. Và ngoài ra thì nhân sâm tươi Hàn Quốc còn giúp kích thích hormone sinh dục nam và nữ, cải thiện các tình trạng về đời sống tình dục, rối loạn cương dương, yếu sinh lý, giúp điều hòa huyết áp, giảm cholesterol, ngăn ngừa sự hình thành xơ vữa động mạch, các bệnh về tim mạch, tai biến. Thành phần saponin có trong nhân sâm tươi có khả năng làm giảm tác hại của các chất phóng xạ, giúp lợi máu, tăng cường sức đề kháng, phục hồi thể trạng cho người mới dùng. Nhân sâm tươi Hàn Quốc còn giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, cải thiện tình trạng bệnh ung thư, hỗ trợ tốt trong việc điều trị các chứng bệnh nan y như ung thư, giúp các bệnh nhân kéo dài cuộc sống. Như vậy là chúng ta có thể thấy là nhân sâm tươi thì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng có thể sử dụng sản phẩm, nhất là đối với chị em phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới 13 tuổi. Ngoài ra, quý vị cũng nên lưu ý là đối với những người đang trong tình trạng cao huyết áp thì không nên sử dụng sản phẩm ngay lúc đó. Nhân sâm tươi thì còn giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, cải thiện tình trạng bệnh ung thư, hỗ trợ tốt trong việc điều trị các chứng bệnh nan y và giúp bệnh nhân kéo dài cuộc sống. Chúng ta có thể sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi để chế biến được nhiều món khác nhau như pha trà, hầm gà, ngâm mật ong để có thể tận dụng hết những công dụng của chúng. Với sản phẩm nhân sâm tươi đến từ đất nước Hàn Quốc như thế này thì trong quá trình sử dụng, quý vị hoàn toàn yên tâm bởi vì sản phẩm phù hợp với cơ thể của người dùng cũng như là mang lại nhiều lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe. Ở trên đây là những thông tin bổ ích về sản phẩm nhân sâm tươi Hàn Quốc. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm nhân sâm tươi hoặc là sản phẩm khác thì vui lòng liên hệ hotline 0901 168 888 hoặc đến trực tiếp tại công ty. Địa chỉ số 29 Nguyễn Bình Khiêm, đối diện Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!